Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu vẫn ngồi cạnh thân thiết mỗi khi gặp gỡ, fan có quyền hy vọng. Có lẽ mối quan hệ của cả hai sau chia tay không có vấn đề gì quá căng thẳng, nên các hình ảnh họ ngồi cạnh nhau vẫn xuất hiện trên các diễn đàn. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh buổi tiệc ăn uống của các nghệ sĩ mừng Hồng Ngọc về nước. Đây là những khoảnh khắc vào tháng 6 vừa qua, rất hiếm hoi mới có dịp về lại quê nhà, nên nữ ca sĩ tranh thủ gặp gỡ hết những bạn bè thân thiết như Chí Tài, Lam Trường, vợ chồng Trấn Thành, Trường Giang. Đặc biệt nhất, trong những buổi gặp gỡ còn có sự xuất hiện của Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu. Theo đó, cả hai bất ngờ đi ăn cùng các anh chị nghệ sĩ và còn ngồi cạnh nhau rất thân thiết. Chỉ cần xuất hiện cùng một bàn tiệc thôi đã là vấn đề, đằng này cả hai còn tươi rối ngồi chung thế này thì khán giả lại tiếp tục xôn xao. Đây là buổi tiệc hội tụ toàn nghệ sĩ hot của showbiz Việt. Chẳng những thế, các tài năng cũng được thể hiện một lúc như vợ chồng Harry Won hát live ca khúc Anh Cứ Đi Đi. Thì Chí Tài chơi guitar, Lam Trường đệm đàn, đặc biệt hơn khán giả lần đầu tiên được thấy Trường Giang chỗ Tài chơi trống. Vợ chồng Trấn Thành song ca hát rất nhiệt tình để mọi người xung quanh thưởng thức. Ông xã của Nhã Phương khiến mọi người bất ngờ trước tài lẻ. Đây là lần đầu tiên khán giả thấy Trường Giang chơi trống nghiêm túc và đầy chuyên nghiệp. Cùng tụ họp với mọi người thay vì tránh mặt thì Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu lại ngồi bên cạnh nhau với khoảng cách cực gần. Những khoảnh khắc này lại khiến các fan nảy sinh mong muốn cả hai nối lại tình xưa. Khi mọi người đang dạo nhạc, Trấn Thành ăn bát canh nóng, Harry Won cất giọng ca ngọt ngào, Trấn Thành ngồi kế bên vẫn ăn uống vô tư. Nam MC ăn hết gốc này sang gốc khác. Hồng Ngọc cũng gấp giọng ca da diết vào hit của đàn em. Chí Tài say mê đệm đàn cho các cô gái thể hiện. Trường Giang đánh trống phụ hòa cho ca khúc của hai ca sĩ. Ăn uống no nê, sau đó Trấn Thành mới cầm mic hát với vợ câu kết. Khoảnh khắc ăn bất chấp của Trấn Thành đã khiến khán giả bật cười.